Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đàn ông luôn là chỗ dựa vững chãi cho chị em phụ nữ chúng tôi. Nhưng mà một ngày nào đó, nếu như chỗ dựa này nổi sóng thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? Đương nhiên là chị em chúng tôi không hề thích điều này một chút nào và thậm chí còn rất sợ hãi mỗi khi thấy đàn ông nổi nóng nữa. Và ngày hôm nay, với chủ đề đàn ông nóng tính, làm sao để chế ngự cơn nóng giận, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện hứa hẹn sẽ có rất nhiều những điều thú vị bất ngờ với một nhân vật khách mời đặc biệt. Và chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh sau đây để biết nhân vật ấy là ai nhé. Chị biết tôi là ai chứ gì? Tôi là Thái. Cứ làm như là anh như là những người đàn ông em từng gặp vậy đó. Em ngủ một mình hả? Nhưng mà các bạn đừng vội nghĩ xấu về tôi như vậy. Để làm vợ thì khó hơn là một kim thấy biển. Chỉ có điều là khủng khiếp quá. Anh xin lỗi mà. Vâng, tin chắc rằng bây giờ thì quý vị và các bạn đã biết người đàn ông điển trai trong những hình ảnh vừa rồi là ai rồi. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh ngay bây giờ. Xin giới thiệu cùng tất cả quý vị, diễn viên Huy Khánh. Xin chào anh Huy Khánh. Chào Thanh Vân. Huy Khánh xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Cảm ơn anh vì anh đã nhận lời đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày ngày hôm nay. Em thì em biết anh từ rất là lâu rồi. Anh là một người không phải là gặp rồi khen đâu nha, nhưng mà thực sự quý vị biết không, anh Huy Khánh là một người đàn ông thứ nhất là rất là đẹp trai, điều đó thì không phải bàn tới nữa rồi. Và đương nhiên là đi kèm với sự đẹp trai đó thì anh ấy cũng là một người rất là đào hoa nữa. Và với những ai đã tiếp xúc với anh Huy Khánh ở ngoài đời thì sẽ thấy anh là một người rất là dễ gần, thân thiện và cũng rất là hài hước. Nhưng mà còn một khía cạnh nữa, anh có phải là một người nóng nảy không ạ? Nếu mà để mời Huy Khánh ngày hôm nay mà để nói về cái chủ đề mà là người đàn ông nóng nảy thì cũng hơi mời đúng người rồi. Thật sự trong bản chất mỗi con người thì ai cũng có lúc nóng nảy và ai cũng có lúc bình tĩnh hết. Nhưng mà quan trọng những cái lúc đó nó như thế nào thì mới là kiềm chế được cái lúc nóng giận thì mới là hay. Vâng, nghĩ một cái điều này nè anh Huy Khánh. Theo anh thì có phải là những người làm nghệ thuật như chúng ta thường là những người dễ nổi nóng không? Có phải một phần nào đó là do những người nghệ sĩ thì tâm hồn hay nhạy cảm, rồi mình cũng có nhiều cảm xúc, mà một khi đã có cảm xúc thì cũng có khi nó còn nhiều hơn người bình thường nữa, cho nên là những cái cơn nóng giận nó cũng dễ xảy ra hơn. Khánh nghĩ là dễ xảy ra nhưng mà ít xảy ra hơn những người bình thường, tại vì mình đã làm nghệ thuật thì giống như Vân nói là mình rất là nghệ sĩ, rất là bay bổng, thì cái nóng giận của mình cũng khác với cái nóng giận của người bình thường. Nó cũng hài hước hơn và nó nhẹ nhàng hơn những người bình thường làm những công việc khác. Tại vì mình là một diễn viên mà mình nóng nảy quá mức, mình không thể kiềm chế được mình thì cái hình tượng mình không còn nữa. Thì khi mà người khán giả bắt gặp được những cái lúc mình nóng nảy như vậy thì họ sẽ nghĩ khác về một người diễn viên. Vâng, đồng ý với anh Huy Khánh ở phương diện này. Vậy thì ngoài công việc là nghệ thuật thì những cái gì, điều gì trong cuộc sống hàng ngày khiến cho anh cảm thấy mình dễ nổi nóng nhất? Khi mà Huy Khánh nóng giận thì lúc Huy Khánh đang đi làm việc thôi. Khi mà mình bị như vậy là vì mình quá mệt, quá căng thẳng với công việc và mình bị áp lực. Nhiều lúc mình cũng rất bực mình rất là nhiều chuyện nhưng mình phải cố kiềm nén lại. Tại vì cái nào cho qua được thì qua, không bức xúc quá thì mình mới nói thôi. Thực ra nếu mà mình nói rằng là cái sự nóng giận của mình không bao giờ mình nói ra, chắc mình không phải con người rồi. Đúng. Khi mà nghe Vân nói thì Khánh rất là thích là mình có quyền nóng giận nhưng mình phải biết hối hận và phải biết sửa lại những cái nóng giận của mình. Tại vì nếu như mình nóng giận mà mình sau đó mình được coi đó là một cái chuyện bình thường và coi như là không có chuyện gì xảy ra thì những cái người mà tiếp xúc với mình họ sẽ bị tổn thương và họ có những cái suy nghĩ về những cái hành động của mình lúc đó. Có thể sau này họ không nói nữa nhưng mà họ luôn luôn để cái chuyện đó trong lòng của họ. Và lại có thể những cái chuyện đó lại là một cái chuyện sau này làm họ lại nổi nóng với nhau nữa. Cho nên mình cứ nói thoải mái nhưng mà sau đó nếu có cơ hội thì mình gặp nhau mình nói lại nó nhẹ nhàng hơn hoặc dùng những từ xin lỗi với nhau thì nó sẽ giải tỏa được hết. Nãy giờ anh Huy Khánh nói chuyện thì Vân đang tưởng tượng ra là lúc mà anh Huy Khánh nóng giận thì lúc đó gương mặt và dáng vẻ bề ngoài của anh sẽ như thế nào. Chắc chắn là nó cũng sẽ mất đi một chút gì đó vẻ điển trai thường thấy đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là sẽ không đẹp chút nào nếu như chúng ta không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình. Và Vân nghĩ rằng là những người đàn ông cho dù có hào hoa, có đẹp trai đến mấy, có phong độ như thế nào đi chăng nữa, nếu như không thể kiểm soát được sự nóng giận thì có lẽ là hình ảnh của chúng ta lúc đó cũng sẽ không hay đâu. Và bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh những người đàn ông trong cơn nóng giận để biết rằng họ như thế nào trong lúc đó. Quý vị cùng xem nhé. Khi mà em nóng giận thì
chắc chắn là khuôn mặt em trong gương sẽ rất là xấu, xấu hơn trước sau rất là nhiều. Em tưởng tượng nó không đẹp lắm, chắc là xấu. Nhăn nhó và chắc là nó thấy cả tưởng như thế, mặt nó đang đỏ bừng bừng lên. Chắc lúc đó em xấu lắm. Khi nóng giận thì khuôn mặt của em thì chắc chắn nó đã bình thường thì nó không được đẹp rồi. Khi nóng giận sẽ chắc rất là xấu. Quay trở lại với cuộc trò chuyện với anh Huy Khánh. Và anh Huy Khánh ơi, từ lúc bắt đầu ý thức là mình là một người trưởng thành và mình ý thức về những hành động của mình, về hành vi của mình, thì đã có bao giờ anh có một lần nào đó, gọi là kỷ niệm thì không đúng rồi, nhưng mà có bao giờ có một cái hậu quả nào đó đã gây ra chứ, từ việc nổi nóng của mình không? Tại vì khoảng mà mình khi mình 20 hai mấy tuổi thì cái cách nổi nóng nó cũng khác với cái thời điểm bây giờ. Giống như lúc đó Khánh đang đi xe ngoài đường, tự nhiên một chiếc xe hơi vô tình chạy ngang cắt mặt qua cái xe của Khánh, làm Khánh xem té. Khánh rất là bực mình, chạy lên đạp thẳng vô cái thùng xe hơi của người ta, xong mình bỏ chạy để cho mình đỡ cơn tức, tại vì người ta đã làm như vậy sai với mình. Nhưng mà khi mà ở cái độ tuổi này Huy Khánh bị cái trường hợp đó, thì Huy Khánh không có hành động như vậy nữa, mà Huy Khánh lại suy nghĩ ngược lại, là cái người đang ngồi trong xe hơi đó nhiều khi họ bị gặp một cái sự cố gì, hoặc là họ bị một cái xe khác ép họ, họ mới dẫn đến cái tình trạng như vậy. Cho nên mình cũng nhẹ nhàng mình bỏ qua, mà mình cũng không có sân si và cũng không có nổi nóng như lúc mình còn trẻ nữa. Tại vì mình chưa biết chắc đó có phải là lỗi của cái người đang điều khiển chiếc xe hơi đó hay không, mà vô tình của một người khác mà mình lại đổ lỗi lên cho người đó, thì lúc đó mình là người sai. Thực ra là nếu như ở bất kỳ một giai đoạn nào đó, ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mà mình đều có thể suy nghĩ như thế, thì có lẽ là những chuyện đáng tiếc nó cũng sẽ không xảy ra. Như anh cũng biết là thời gian sau này chúng ta đọc rất là nhiều những bài báo, đặc biệt là báo mạng, thì những cái vụ án xảy ra sau này rất là nhiều, và có rất là nhiều những cái tai nạn thương tâm hay là những cái chuyện rất là đau lòng, những bi kịch gia đình xảy ra chỉ vì cái cơn nóng giận của người chồng hoặc người vợ hoặc một thành viên nào đó trong gia đình. Và đặc biệt là đối với những người trẻ, nhiều khi chỉ là một cái sự ghen tức nào đó thôi, nhưng họ đã gây ra một cái hậu quả rất là lớn và ảnh hưởng đến cuộc sống, đến tương lai và cả những người thân còn lại nữa. Khánh nghĩ là những cái lúc đó là họ giận quá mất khôn và họ không có kiềm chế được những cái hành động của mình. Tại vì khi một người đàn ông mà họ nóng giận thì luôn họ mạnh hơn họ bình thường gấp 10 lần. Và những cái hành động của họ lúc đó, họ có thể là họ không có nghĩ là họ sẽ làm quá tay hoặc là quá mạnh như vậy đâu. Nhưng mà vì cái cơn nóng giận và cái nội lực của họ nó mạnh hơn bình thường, cho nên mới vô tình làm cái điều đó. Nhưng mà nếu mà nó là nhẹ thì nó sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nó mạnh thì dẫn đến xô xát hoặc án mạng, thì những cái người đó sau này chắc có lẽ là sẽ ân hận và rây rứt suốt cuộc đời. Vì lúc đó họ thật sự cũng chẳng có muốn làm như vậy đâu, nhưng mà vì không kiềm chế được cái hành động của mình, cho nên mới dẫn ra những cái chuyện như vậy. Khi mình đọc báo hoặc là mình coi những cái trường hợp mình thấy ở ngoài, thì mình cũng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân của mình. Là cái người đàn ông á, đôi khi cái áp lực của công việc, của cuộc sống làm cho họ bị stress. Và thực sự đôi khi họ có những cái lúc họ lên cơn điên đi. Mình không nói từ nóng nữa, bởi vì thực sự nhiều lúc họ không kiểm soát được bản thân mình nữa. Và đôi khi họ sẵn sàng ném một cái đồ vật gì đó đang cầm trên tay, hoặc là có thể phản ứng thái quá với người vợ của mình chẳng hạn. Và đó cũng là một cái cách để họ tống bớt đi cái stress của mình. Anh có nghĩ rằng thỉnh thoảng chúng ta cũng phải giải tỏa stress bằng những cơn nóng giận không? Có chứ, là sao không? Tại vì chính Huy Khánh cũng là người mà cũng là giận quá mất khôn, tự hành hạ thân xác của mình. Đập tay vào bàn hay vào tường. Giống như lúc mà mình tức giận quá, mình không biết làm gì, mà mình cũng không thể nào đánh người phụ nữ đối diện của mình. Tại vì người đàn ông đánh người phụ nữ là sai, và chửi bới cũng là càng không đúng, lớn tiếng là cũng đã sai rồi. Lúc đó Huy Khánh ức chế quá không biết làm gì nữa, mà tự đá cái chân vào cái cửa kính, thì cái cửa bể một cái thì cái chân Huy Khánh bị cắt một đường rất là dài, phải không? Và hậu quả là phải nằm đưa cái giò lên trên taxi đi vô bệnh viện để may lại bao nhiêu mũi. Thì trong cái thời gian đó ngồi suy nghĩ là tại sao lúc đó mình khờ, mình dại quá, mình làm gì đấy chi để rồi bây giờ chân đau rồi có thẹo là phải vô đây nằm mất biết bao nhiêu là thời gian. Giống như là phải có những cái trường hợp nó xảy ra thì con người ta mới biết suy nghĩ, và lần sau người ta mới biết tránh đi. Như vậy và nếu là... như mình may mắn mình gặp được một người bạn hoặc người thân nào khuyên mình thì mình nên nghe đi, chứ đừng có thí nghiệm trước rồi mới nghe thì ân hận. Vậy cái này Vân hỏi thật một lần nữa nha. Có thể anh là một người biết chế ngự cơn nóng của mình và ít để xảy ra những va chạm trong cuộc sống dẫn tới cái việc giận quá mất khôn. Nhưng mà khi mà quay trở về nhà, đóng cửa nhà lại thì chỉ là một Huy Khánh hết sức bình thường thôi, không phải là một người nghệ sĩ nữa. Thì cái cơn nóng đó nó có khác không ạ? Chắc chắn là khác. Tại vì
khi mình ở ngoài đường mình nóng nhưng mà mình vẫn biết mình đang là ai và đang làm cái gì, mình đang ở đâu, thì cái nóng giận nó sẽ có một cái chừng mực và nó sẽ khác ở nhà. Tại vì ở nhà là có thể là không ai thấy mình có thể nóng giận theo cái bản năng của mình và nóng giận một cách xả láng luôn. Nhưng mà cái mà kiểu nóng giận ở nhà thì chắc có lẽ là rất là nguy hiểm. Tại vì lúc đó mình sẽ không biết suy nghĩ và mình không biết kiềm chế bằng ở ngoài. Cho nên khi mà về nhà mà phải hạn chế, khi là người đàn ông khi mà về nhà là phải dẹp bỏ tất cả những công việc ở ngoài đường hoặc là những cái nóng giận ở ngoài đường trước khi bước vào nhà. Nếu như mình giữ cái đó vào nhà nữa thì nó sẽ rất là nguy hiểm, tại vì không có ai kiềm chế mình, không có ai có thể giữ mình lại hoặc không có ai can ngăn mình nữa, thì có thể là rất là nguy hiểm cho những cái hành động của mình. Cuộc sống hiện đại hối hả, người đàn ông ngoài trách nhiệm với công việc nơi công sở là trách nhiệm với gia đình cùng bao mối quan hệ xã hội khác, đã khiến họ đôi khi cảm thấy căng thẳng và rất dễ nổi nóng. Sự nóng giận ở người đàn ông chỉ là một trạng thái cảm xúc tự nhiên. Tuy nhiên, nếu không được chế ngự thì rất dễ dẫn đến những hậu quả ngoài mong muốn. Vậy, khi nóng giận, người đàn ông thường chế ngự cảm xúc của mình như thế nào? Việc đầu tiên của em làm thì chắc chắn sẽ là hạ hỏa, có thể là bằng cách là đi bộ trong công viên hay là rửa mặt. Và sau đó thì sẽ suy nghĩ ra nguyên nhân vì sao và tìm hướng giải quyết để có thể cân bằng lại cuộc sống của mình. Có những cái mình phải cần phải kiềm chế, và đôi khi có những cái không kiềm chế được là cũng dễ bung lắm. Không, em không gào thét, không la hét. Nói chung là đây không nói, ngồi im như thế, một điều nhịn là chín điều lành. Và đôi khi có những cái nóng giận, đôi khi mình cũng kiềm chế, nếu kiềm chế được là tốt. Mà nếu đôi khi là nóng quá, người ta gọi là nóng quá mất khôn ấy chị. Khi mà chúng ta nóng giận thì đương nhiên chúng ta không thể nào kiểm soát được hết mọi thứ vào lúc thời điểm đó. Em cũng cần nhằn vài câu rồi đó, nhưng mà điều tốt nhất là em hay thường bỏ đi. Để mà chế ngự cái cơn nóng của mình đó, mình phải đưa ra rất là nhiều những gạch đầu hàng. Ví dụ mình biết rằng bản thân cái người đó đã là người như thế rồi. Bây giờ mình có nóng hay mình không nóng, mình cũng không thay đổi được người đó. Đúng. Và người đó sẽ sẵn sàng nóng với bất kỳ một ai chứ không phải với một mình. Cái thứ hai, có thể là vì một lý do là vì công việc chẳng hạn, vì mối quan hệ. Và lý do thứ ba là có thể là do bản chất của cái người đó là một người luôn biết nhường nhịn. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là không phải ai cũng có được cái bản chất đó. Nếu chẳng may chúng ta cũng là một người nóng tính, chúng ta cũng là một người bộc trực thẳng thắn, thì liệu chúng ta có thể kiểm soát hết cái cơn nóng giận của mình hay không? Khó lắm ạ. Chắc chắn là không. Tại vì khi Khánh thấy cái người mà chấp nhận nhường nhịn và im lặng nó số ít hơn là cái người mà thích nổi nóng. Thì Khánh thấy nổi nóng nhiều lắm. Nhưng mà Khánh nghĩ là nếu như để cho người đàn ông bớt nóng giận thì cũng phải nhờ vào người phụ nữ nữa. Nếu người phụ nữ phải biết kiềm chế lại mình chút xíu, và cũng thí dụ mà biết lúc mà người đàn ông đang nóng thì cũng nên nói ít lại chút xíu. Lúc mà anh ta chấp nhận im lặng thì mình tranh thủ nói nhanh nhanh đi, để khi mà anh ta bắt đầu mở miệng nói nữa thì mình biết khôn là mình phải im. Tại vì lúc đó hai người nói là rất là căng thẳng và có thể là chửi nhau và có thể là đánh nhau nữa. Anh nói điều này sao em nhột quá. Bởi vì đó là kinh nghiệm đó. Khi mà ví dụ mà chồng của em mà đã im lặng, em đang la thì em cứ la nhanh đi, em đừng có câu giờ, em câu giờ mà chồng em nói nữa thì lúc đó em anh Huy Khánh ơi, nhưng mà nhiều lúc cái sự im lặng của cái người đàn ông của mình đó, nó không phải là cái sự im lặng là vàng đâu. Im lặng lúc đó im lặng để trả thù, tìm đúng cách rồi trả thù. Im lặng là chọc tức mình đó thì sao? Thì lúc đó em mà tức giận lên nữa thì em thua, em thất bại rồi, là người ta thành công. Như vậy là nếu như mình kiểm soát được cái cơn nóng của mình, coi như mình đã thắng. Đúng. Ở một khía cạnh nào đó. Và anh nghĩ là nếu như một người đàn ông mà nóng hay không nóng, và nóng ít hay nóng nhiều, là hết 90% là người phụ nữ quyết định được hết. Tại vì họ sẽ hiểu được người chồng hoặc người thân của mình như thế nào, và biết lúc nào là nên nói và lúc nào không nên nói, và lúc nào làm cái gì thì sẽ cho người đàn ông bớt căng thẳng đi. Cho thực nên ra là Vân phải nghiên cứu lại và giúp cho những chị em phụ nữ là phải biết cách dung hòa những cái chuyện đó lại. Vậy thì Huy Khánh của năm 20 tuổi và Huy Khánh của thời điểm hiện tại, cái sự điềm tĩnh đó, nó có thay đổi về mức độ nhiều không ạ? Khánh nghĩ là tới mỗi chu kỳ cách 10 tuổi, ví dụ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, là cứ mỗi chu kỳ 10 năm thì nó sẽ thay đổi cái bản tính và cái tính cách của con người rất là nhiều. Ví dụ 20 tuổi thì Huy Khánh rất là trẻ khỏe và nóng tính, cái kiểu rất là hung hãn. Khi mình 30 tuổi thì mình vẫn nóng tính nhưng mà nó đầm lại. Còn khi 40, 50 thì chắc chắn lúc đó mình già rồi, mình hung hãn thì mình bị những người khác trẻ hơn đánh mình sao. Rồi lúc đó tự bản năng người ta phải kiềm chế cái sự hung hãn lại để cho không có những cái chuyện xấu xảy ra.
khi mà càng lớn tuổi thì mình còn càng khó tính thôi, chứ không có còn nóng nảy nữa. Tại vì mình biết lúc đó mình cũng lớn rồi, mình nếu có ăn thua cũng chẳng có là ai đâu. Yếu rồi làm sao mà hung hẳn lại được, đúng không? Thành ra Huy Khánh nghĩ càng già càng lớn tuổi thì người ta càng đầm tính và suy nghĩ và biết giữ an toàn cho mình hơn. Đúng. Cảm ơn anh Huy Khánh rất là nhiều vì những yếu tố an toàn mà anh đã đưa ra, cũng như những yếu tố nguy hiểm mà anh đã cảnh báo về sự nóng giận của người đàn ông. Và em mong rằng anh sẽ luôn như thế này, luôn là một người hài hước, vui vẻ và sẽ chế ngự được cơn nóng của mình để có được những điều thật là tốt, cũng như những mối quan hệ sẽ không bị sức mẻ bởi cơn nóng giận của mình trong cuộc sống. Cảm ơn anh. Cảm ơn Thanh Vân và cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình và nghe những gì Huy Khánh nói. Cũng nhờ chương trình này, biết đâu Huy Khánh cũng phải về suy nghĩ lại, bởi vì mình đã từng đây ngồi đây mình nói mà sau này mình nóng giận nữa thì cũng không có hay lắm. Cảm ơn anh Huy Khánh một lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một cuộc trò chuyện hết sức thú vị với diễn viên Huy Khánh về chủ đề người đàn ông nóng tính. Có lẽ là quý vị và các bạn đã có một phút nhìn lại mình rồi, và vâng, mong rằng chúng ta sẽ biết cách chế ngự cơn nóng giận của mình để tránh xảy ra những điều đáng tiếc trong cuộc sống.